Cảm ơn quý vị đã giữ vững tần 57.3 của Đài Việt Nam America Television. Trở lại với tin tức buổi chiều ngày hôm nay, sau đây là phần dự báo thời tiết cuối tuần tại miền Nam California. Trước hết tại thành phố Garden Grove, nơi cư ngụ của Đài VNA TV, thời tiết rất ấm áp trong những ngày cuối tuần với nhiệt độ cao vào khoảng 80 độ trong ngày thứ 6 và thứ 7, vượt qua 80 vào ngày Chủ nhật và lên đến gần 90 độ trong ngày thứ 2 và thứ 3. Những làn mây buổi sáng sớm sẽ tan rã và những tia nắng vàng cùng với một bầu trời xanh biếc sẽ tô điểm ngày cuối tuần tại Garden Grove. Ban đêm sẽ mát dịu với nhiệt độ vào khoảng 63 hay 64 độ trong đêm nay và những đêm sắp tới. Nhích lên bản đồ một chút xíu đến vùng Los Angeles, cuối tuần sẽ cũng bắt đầu với những nhiệt độ 70 mấy gần 80 độ và sẽ tiếp tục gia tăng mỗi ngày vượt qua 80 độ trong ngày Chủ nhật rồi lên tới khoảng 88-89 độ vào ngày thứ ba. Ánh nắng sẽ lan tỏa khắp thành phố sau ít mây vào buổi sáng. Ban đêm tại Los Angeles rất tương tự với Garden Grove ở nhiệt độ vào khoảng từ 62 cho đến 64 độ F. Theo dự báo, trong những ngày tới chúng ta sẽ không thấy sương mù dày đặc vào sáng sớm như hôm thứ năm vừa qua. Thưa quý vị, xuống đến vùng San Diego, California, thời tiết sẽ mát dịu hơn nhiều với những nhiệt độ trong vòng 72-73 độ F cho ngày thứ 6 và thứ 7. 75-76 độ trong Chủ nhật và thứ hai và lên đến 76-77 độ trong ngày thứ ba. Ánh nắng sẽ xuất hiện sau những làn mây buổi sáng tan biến. Tuy ban ngày mát hơn Garden Grove và Los Angeles, nhiệt độ ban đêm tại San Diego lại cao hơn từ 65 cho đến 68 độ F. Tiếp theo vào đến vùng thung lũng Riverside, thời tiết sẽ rất nóng bức, bắt đầu với những nhiệt độ như 91-92 độ F vào thứ sáu và thứ bảy. Và những ngày tiếp theo, thời tiết còn nóng hơn nữa với những nhiệt độ gần 100 độ trong ngày thứ hai và có thể vượt qua 100 độ trong ngày thứ ba. Bầu trời trong cuối tuần này và đầu tuần sau tại Riverside sẽ nắng chói và vắng bóng mây. Vì vậy, nhiệt độ ban đêm sẽ thoải mái như những vùng khác tại Nam Cali ở khoảng 63 hay 64 độ F. Trong những khu vực khác có đông đảo người Việt tại Hoa Kỳ như San Jose, California và Seattle, Washington, trời sẽ có mây lóm đóm và nắng ấm. Nhưng tại nhiều thành phố như Houston, Texas và Orlando, Florida, cơ hội mưa và sấm sét trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật sẽ lên đến 60%. Riêng tại Chicago, Illinois, xác suất mưa và sấm sét lên đến 90% trong ngày thứ bảy và hạ xuống đến khoảng 16% trong ngày chủ nhật. Và đó là phần dự báo thời tiết cuối tuần tại miền Nam California và vài nơi khác tại Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình, Tuyết Lê xin gửi đến quý vị một bài thơ tình của thi sĩ Xuân Diệu với một nhan đề thật ngắn gọn: Hỏi. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Một năm thêm mấy tháng rồi, thu đi đông lại bồi hồi sắp xuân. Gặp em gặp mấy lần, từng quen mà lạ, từng gần mà xa. Ai làm cách trở đôi ta, vì anh vụng ngự hay là vì em? Trăng còn đợi gió chưa lên, hay là trăng đã tròn trên mái rồi? Hàng ngày em nói bao lời với cha, với mẹ, với người xung quanh, với đường phố, với cây xanh, sao em chưa nói với anh một lời? Tương tư ăn phải miếng mồi, đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương. Phải duyên phải lứa thì thương, để chi đêm thẳm ngày trường em ơi. Bài thơ hỏi của thi sĩ Xuân Diệu đã kết thúc phần dự báo thời tiết của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi chiều của VNA TV trong tuần 57.3. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật mỹ mãn và xin hẹn gặp lại quý vị cuối tuần này trong chương trình tin tức Thế giới về ngày thời sự được thực hiện bởi Tuyết Lê và Thái Bình. Tuyết Lê xin kính chào tạm biệt.